Chào cả nhà đã quay trở lại với căn bếp của Daisy Kitchen. Thì tuần này Daisy mời cả nhà mình vào bếp cùng làm món bánh cuốn với Daisy nhé. Đây là công thức bánh cuốn rất là đặc biệt, đó là làm toàn từ gạo luôn. Và mà bánh cuốn làm từ bọc cờ gạo thì mọi người nghĩ là nó sẽ không dai, nhưng mà thật sự là nó rất là dai và ngon nữa. Công thức này thì mình có thể là bảo quản trong tủ lạnh một hai hôm bánh vẫn không cứng, thậm chí là mình cho vào tủ đông đá. Sau đó khi nào mình ăn mình lấy ra mình quay sơ trong lò vi ba thì bánh vẫn mềm dẻo như mới. Để làm món bánh cuốn như thế này là mình sẽ kết hợp giữa hai loại gạo, đó là Thái Jasmine là cái loại gạo mình hay ăn cơm hàng ngày với gạo Basmati của Ấn Độ. Mình kết hợp với tỷ lệ là 300g gạo basmati cộng với 100g gạo jasmine. Mình cũng đã thử rất là nhiều tỷ lệ khác nhau, tuy nhiên đây là cái tỷ lệ mà mình thích nhất cho tới thời điểm hiện tại. Nếu sử dụng gạo basmati không thì bánh sẽ bị khô, có thể bị nứt. Và nếu sử dụng gạo jasmine không thì bánh có thể là bị dẻo, mềm, rất là khó vớt. Sau khi mà trộn hai loại gạo với nhau, mình đi vo sạch, sau đó mình sẽ ngâm trong nước lọc từ 10 đến 12 tiếng để phần gạo này mình khi mình xay thì nó sẽ dễ nhuyễn mịn hơn. Phần gạo sau khi xay mình xả ráo mình thu được là 520g. Mình sẽ kết hợp với 210g nước lọc để mình xay trong máy sinh tố. Mình sử dụng máy xay sinh tố Philips 750W để xay trong công thức này. Mình sẽ xay gạo theo kiểu cuốn chiếu, tức là mình sẽ cho một ít gạo vào trong máy. Sau đó mình sẽ cho một ít nước, rồi mình sẽ đậy nắp. Phần nắp thì mình sẽ đặt cái phần thưa thưa này sẽ mình đặt ngược lại, thì khi mình xay nó phần gạo nó sẽ không bị bắn ra ngoài thì mình sẽ dễ dàng vệ sinh hơn. Mình sẽ xay mịn cái phần gạo và nước sau khoảng 1 đến 2 lần, có thể thậm chí là 3 lần để cho cái phần gạo và nước của mình nó nhuyễn mịn. Tiếp theo mình sẽ cho tiếp tục cái phần gạo và nước như thế, làm như thế cho đến khi mình kết thúc cái phần gạo và nước mình đã định lượng rồi. Nếu mọi người có những cái máy mà công suất lớn hơn thì mình nghĩ là việc xay gạo nó sẽ dễ dàng hơn rất là nhiều và gạo của mình nó sẽ nhanh mịn hơn. Sau khi xay cái phần gạo xong thì mình sẽ lọc qua rây để đảm bảo là cái phần gạo của mình đã xay thật là nhuyễn mịn. Phần gạo sau khi lọc qua rây xong rồi, mình sẽ cân tiếp là 990g nước lọc nữa. Mình sẽ tráng cái cối xay, sau đó mình sẽ đổ lên rây và lọc qua cái thau bột mà mình đã rây. Lưu ý là cái lượng nước mình cho vào để ngâm gạo khi mà xay xong thì nó phải cần nhiều như thế này để cho cái bột của mình nó nở ra khi ngâm, làm cho cái bánh cuốn của mình nó trở nên dai. Đồng thời là khi mình chắc cái phần nước trong nó cũng sẽ dễ dàng hơn mình để mình gạn. Thì mình sẽ ngâm cái bột này khoảng thêm 10 đến 12 tiếng nữa. Nếu mọi người có thời gian thì mọi người có thể là gạn cái phần nước trong đi, và mình lấy bao nhiêu phần nước trong ra thì mình sẽ đổ lại bấy nhiêu phần nước lọc vào. Mình sẽ ngâm thêm 10 đến 12 tiếng nữa. Tuy nhiên nếu mọi người không có thời gian thì mình chỉ cần ngâm một lần và lấy ra cái phần cuối cùng. Lượng nước cuối cùng mình lấy ra là 510, mình bỏ đi luôn và mình sẽ không cho thêm cái phần nước nữa. Cái này là cũng tùy vào cái độ cảm nhận bột của mọi người, cũng như là mình tráng quen, tùy loại gạo nữa thì mình cũng có thể là điều chỉnh cái lượng nước cho phù hợp. Nếu bột đặc thì cái bánh của mình khi tráng nó sẽ dày, và nếu bột quá lỏng thì cái bánh nó quá mỏng thì mình cũng sẽ khó vớt bánh ra. Như mình nói vừa ban nãy thì nếu mọi người không có thời gian, hoặc là lần cuối mà mọi người lấy cái phần nước ra từ trong cái thau bột là 510g, và cái 510g này mình sẽ đổ đi luôn và mình sẽ không cho thêm nước vào trong cái thau bột đó nữa. Sau khi mình đã lấy ra 510g nước rồi, mình sẽ khuấy đều bột lại và mình sẽ cho tiếp vào đây 1/4 muỗng cà phê muối để phần bột thêm đậm đà, và 1 muỗng canh dầu ăn để cho cái bánh của mình khi tráng xong nó sẽ mướt
và đẹp hơn. Phần nhân bánh, nước chấm, chả lụa, chả quế, hành phi mình sẽ để ở phần mô tả video để mọi người nếu mà có nhu cầu tham khảo thì có thể là dễ dàng tham khảo hơn. Để vớt bánh, mình sẽ dùng cái cây chà láng bánh kem mình cho vào trong một cái ly nước lọc thì mình sẽ dễ vớt bánh hơn. Mình sử dụng dầu hành phi, mỗi khi mình phi hành thì mình để lại cái phần dầu hành phi này thì mỗi khi mình tráng bánh cuốn rất là tiện tại vì phần dầu này đã được nấu chín. Mình sẽ dùng một cái khay mình lật úp lại và mình sẽ trải lên một cái màng bọc thực phẩm, sau đó mình quét một lớp dầu để mình lấy vớt bánh ra. Trước khi đổ bánh lúc nào mình cũng sẽ cần khuấy cái thau bột cho nó đều bột rồi mình mới lấy một lượng cái bột vừa phải để mình tráng lên bánh. Cái dụng cụ để tráng bánh cuốn mình tự làm và mình sẽ để link ở phần mô tả video nếu mọi người muốn tham khảo cách mình tự làm khuôn tráng bánh cuốn. Khi mà cái bột của mình nó phồng lên như thế này là bánh cuốn của mình nó đã vớt được rồi thì mình sẽ nhanh tay vớt ra. Thì cái bánh cuốn mà mình tráng bằng gạo đây rất là dễ vớt luôn, rất là dễ. Và đặc biệt là khi mà bánh phồng lên là mình phải vớt ra nhanh, nếu mà mình để lâu quá thì cái bánh mình nó cũng sẽ dễ vỡ và khó vớt hơn. Cái phần nhân bánh cuốn đợt này thì mình sẽ thay bằng nấm cúc áo, bằng nấm mèo, tùy mọi người sở thích như thế nào. Ví dụ như mọi người thích ăn cái phần nấm mèo thì mình có thể cho nấm mèo, còn không thì mình có thể là cho nấm cúc áo tươi, cũng rất là an toàn cho sức khỏe. Thì cái đây là cái phần bánh cuốn của mình sau khi tráng xong nè, mọi người thấy nó rất là mềm dẻo luôn và rất là ngon. Đây là cái công thức mà mình rất là thích. Hy vọng cả nhà sẽ có thời gian để thử công thức. Thì khi mình để bánh một lớp lên mình xếp thì mình nhớ là quét một lớp dầu để cho các bánh nó không có dính vào nhau và đồng thời là cái bánh của mình nó sẽ mướt mát đẹp hơn. Bánh cuốn thì mình sẽ ăn kèm với chả lụa, chả quế, hành phi, nước mắm chua ngọt. Thì hy vọng là những gì mình chia sẻ trong công thức này sẽ hữu ích với mọi người. Cảm ơn mọi người rất là nhiều đã xem video. Hẹn gặp lại mọi người ở những video kế tiếp.